Bạn có mắc phải những sai lầm chính về tóc này không? Tóc khô, sơ, trẻ ngọn luôn là nỗi ám ảnh với các bạn nữ bởi nó không những gây hư tổn cho mái tóc của bạn mà đôi khi còn ảnh hưởng đến vẻ ngoài. Vậy đâu là nguyên nhân gây hư tổn tóc và cách chăm sóc như thế nào? Tóc hư tổn xảy ra khi các tác nhân xâm thực, ma sát, nhiệt và các phương pháp điều trị hóa chất tấn công lớp bảo vệ bên ngoài của tóc, hay còn gọi là lớp biểu bì, để lại các vết nứt bên ngoài. Sau khi bị nứt, lớp biểu bì sẽ nâng lên hoặc mở ra, khiến tóc bạn trông xỉn màu, khô, xoăn hoặc dễ gãy, đồng thời khiến tóc dễ bị hư tổn và gãy rụng hơn, do đó tiếp tục diễn ra cơn ác mộng về tóc. Nhưng đừng lo lắng, tất cả hy vọng sẽ không mất đi. Mặc dù bạn có thể không thể phục hồi hoàn toàn mái tóc đã bị hư tổn, nhưng vẫn có nhiều bước bạn có thể thực hiện để ngăn ngừa điều này trong tương lai. Dưới đây là một số nguyên nhân của tóc hư tổn. Chế độ ăn uống. Thực ra có rất nhiều câu nói cổ hủ bạn là những gì bạn ăn, đặc biệt là khi nói đến sức khỏe của tóc và da. Một số chất dinh dưỡng giúp tóc bạn phát triển và ngăn ngừa gãy rụng do hư tổn, đảm bảo cung cấp đủ kẽm, sắt và axit folic trong chế độ ăn hàng ngày, bổ sung đầy đủ protein và chất chống oxy hóa có trong thực phẩm thực vật cũng có thể giữ cho tóc của bạn không bị hư tổn. Dưới đây là 5 loại vitamin tốt nhất cho sự phát triển của tóc. Căng thẳng. Có vô số bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa căng thẳng và rụng tóc, nhưng người ta cũng biết rằng căng thẳng có thể dẫn đến gãy tóc. Telogen effluvium là loại căng thẳng có nhiều khả năng gây hại cho tóc. Loại căng thẳng này làm cho các nang lông của bạn không hoạt động. Vì vậy, tóc đang ở giữa chu kỳ tăng trưởng có thể bị gãy. Bạn cũng có thể nhận thấy tóc cũ rụng. Kiểm soát căng thẳng của bạn có thể giúp tóc khỏe mạnh hơn. Khô. Tóc khô bất thường là một trong những dấu hiệu báo trước cho sự hư tổn và gãy rụng. Nó cũng do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm thời tiết khô, độ ẩm thấp và quá nhiều nhiệt. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng nước ấm và không nóng khi gội đầu. Điều này sẽ dẫn đến việc tóc bị khô thêm. Nếu tóc bạn bị khô, chỉ nên tập trung dầu gội đầu cho da đầu. Bỏ qua dầu xả cũng là một điều không nên. Nếu bạn đang gặp khó khăn về thời gian, hãy thoa dầu xả còn sót lại trước khi chải tóc ướt như một phần thưởng. Cái này từ đó là số 10 cũng cung cấp khả năng bảo vệ nhiệt. Hãy xem các thủ thuật bổ sung này để loại bỏ tình trạng khô da. Thiệt hại do nhiệt. Để có được kết quả tốt nhất từ máy sấy tóc, bàn ủi phẳng hoặc máy uốn tóc, bạn cần nhiệt độ cao. Tuy nhiên, khi bạn sử dụng những công cụ này không đúng cách hoặc quá nhiều, bạn có nguy cơ làm hỏng lớp biểu bì do nhiệt độ quá cao. Một cách để ngăn ngừa tổn thương do nhiệt tổng thể là cho các sợi tóc của bạn nghỉ ngơi với tất cả các dụng cụ tạo kiểu tóc ít nhất một lần một tuần. Để giảm tác hại do nhiệt thực tế từ các công cụ tạo kiểu tóc của bạn, hãy chọn các phiên bản gốm. Những phiên bản này tỏa nhiệt đều hơn để bạn không phải tiếp tục sử dụng chúng trên cùng một phần tóc nhiều lần. Điều quan trọng là phải bảo vệ tóc của bạn trước khi bạn áp dụng nhiệt. Kiểm tra cái này phun bảo vệ nhiệt để giảm thiểu thiệt hại. Làm tóc quá mức, thuốc uốn, thuốc duỗi, duỗi tóc chuyên nghiệp và nhuộm màu đều có thể giúp tóc bạn khỏe mạnh hơn sau một hoặc hai lần làm đầu tiên. Nhưng nếu bạn thực hiện những dịch vụ này quá thường xuyên, lớp biểu bì có thể bị phá vỡ và khiến tóc bị hư tổn. Các viện da liễu Mỹ, AD khuyên nên kéo dài thời gian giữa các phiên của bạn đến 8 đến 10 tuần, nếu có thể. Trong thời gian chờ đợi, hãy thử đắp mặt nạ cho tóc để kéo dài kết quả của bạn, chẳng hạn như mặt nạ bảo vệ màu này. Gội quá mức. Nếu bạn có làn da dầu, bạn cũng có nhiều khả năng sản xuất bã nhờn, dầu tự nhiên dư thừa da đầu. Điều này có thể dẫn đến việc bạn muốn gội đầu thường xuyên hơn mức cần thiết. Mặc dù gội đầu hàng ngày là tốt nếu bạn có tóc dầu, nhưng bạn không nên gội đầu nhiều lần mỗi ngày. Mặt khác, tóc cực kỳ khô có thể chỉ cần gội đầu hàng tuần. Ngoài ra, hãy nhớ gội đầu nhẹ nhàng ở da đầu và thoa đều dầu xả từ ngọn tóc đến chân tóc nếu bạn cần giảm dầu nhiều hơn trong ngày. Làm khô tóc không đúng cách. Khi bạn bước ra khỏi phòng tắm, việc chà khăn lên da và tóc là một phản ứng tự nhiên. Tuy nhiên, chuyển động chà sát này thực sự làm hỏng tóc của bạn khi tóc dễ bị tổn thương nhất sau khi bị ướt. Thay vì xoa nước ra khỏi tóc, thay vào đó hãy thấm một chiếc khăn thấm nước quanh tóc. Bạn cũng có thể để khăn trên tóc như một biện pháp tạm thời để hút nước thừa. Dây buộc tóc không co giãn. Dây buộc tóc đàn hồi phải có để giữ cho tóc không dính vào mặt khi tập luyện. Và hãy đối mặt với nó, chúng có thể hữu ích trong những ngày tóc xấu hoặc khi bạn đang vội. Vấn đề với dây buộc tóc là chúng kéo ra đầu và lớp biểu bì tóc của bạn. Bạn thậm chí có thể nhận thấy một số tóc rụng mỗi khi bạn buộc tóc đuôi ngựa. Bạn có thể khắc phục điều này bằng cách thỉnh thoảng xõa tóc xuống hoặc trang điểm nhẹ nhàng hơn một chút để tóc không bị kéo quá nhiều. Đồng thời đảm bảo rằng bạn đang mặc dây buộc tóc thật chứ không chỉ dây chun có thể làm hỏng tóc bạn. Chải tóc không đúng cách. Bạn có thể đã nghe nói rằng chải tóc 100 lần mỗi ngày là tốt cho tóc của bạn. Nhưng AD nói rằng đó chỉ đơn giản là một huyền thoại. Họ khuyên bạn thay vào đó chỉ chải và chải khi tạo kiểu tóc. Hãy chắc chắn rằng bạn đã sử dụng lược răng thưa để tránh bị gãy. Bạn cũng chỉ nên dùng lược chải tóc khi tóc khô và tránh dùng các loại bàn chải có lông bằng nhựa. Hãy thử một bàn chải với thay vào đó là lông bàn chải tự nhiên. Thiếu tỉa tóc. Có vẻ như cắt tóc có thể làm hỏng tóc. Tuy nhiên, chớ trêu thay, việc cắt tỉa tóc lại giúp giữ cho tóc bạn khỏe mạnh và không bị chẻ ngọn.
Bạn có thể nghĩ việc tỉa lông giống như tẩy tế bào chết cho da. Trong cả hai trường hợp, bạn cần loại bỏ một số tế bào cũ để giúp tế bào mới phát triển. Khi bạn bị trẻ ngọn, những phần này trong lớp biểu bì có thể di chuyển lên phần còn lại của chiều dài tóc và dẫn đến gãy rụng. Gặp nhà tạo mẫu của bạn ít nhất 8 tuần một lần. Ngay cả khi bạn đang mọc tóc, việc cắt tỉa những phần tóc bị hư tổn có thể ngăn ngừa tóc gãy thêm. Suy giáp, rối loạn tuyến giáp thấp xảy ra khi tuyến giáp của bạn không sản xuất đủ hormone tuyến giáp. Mặc dù bản thân tuyến giáp có kích thước nhỏ, nhưng nó đóng một vai trò lớn trong việc duy trì hoạt động của cơ thể bạn. Điều này bao gồm sự trao đổi chất, nhịp tim và thậm chí cả sự phát triển của tóc. Những người có tuyến giáp thấp có thể nhận thấy tóc bị tổn thương và rụng nhiều, đặc biệt là khi tắm hoặc sau khi chải tóc. Nếu bạn có mái tóc khô, hư tổn kết hợp với năng lượng thấp, tăng cân đột ngột và trầm cảm, hãy đến gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để kiểm tra tuyến giáp, tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của suy giáp đối với cơ thể. Rối loạn ăn uống. Nếu bạn hoặc người thân có mối quan hệ không lành mạnh với thực phẩm, thì tóc có thể bị tổn thương. Điều này đặc biệt đúng với chứng rối loạn ăn uống gây suy dinh dưỡng, chẳng hạn như chứng biếng ăn và chứng ăn vô độ. Trong những trường hợp như vậy, các nang tóc không có các chất dinh dưỡng cần thiết để tạo ra tóc mới và quá trình này hoàn toàn bị chấm dứt. Bạn thậm chí có thể nhận thấy những sợi tóc mới bị rụng vào giữa chu kỳ mọc. Rối loạn ăn uống có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn và cần phải điều trị y tế. Đọc những câu chuyện cá nhân của những người đã vượt qua chứng rối loạn ăn uống có thể giúp truyền cảm hứng cho bạn hoặc người thân của bạn để tìm cách điều trị. Trên đây là một số những nguyên nhân chính dẫn đến việc rụng tóc. Ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác có thể dẫn đến việc này. Nếu thấy bản thân rụng tóc một cách bất thường kéo dài thì bạn nên đi khám để tham khảo lời khuyên của bác sĩ. Cảm ơn các bạn đã đón xem video, hãy like và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những xu hướng làm đẹp mới nhất nhé.